chín cái tập này xong nó lạc lòng ai chịu nổi. Cái gì? Trở lại nha. Tập có khỏe rồi đi, còn đi đá. Đá chậu nha. Dạ, dạo này em đi đá lỗ tướng không anh dẫn ngoài. Không phải không? Đây. Ê, đâu có lắc người đâu mà lắc người như vậy. Làm giữ nguyên thôi. À, vô. Từ từ. Phải có một quả mồi mới được. À, anh mồi hả? Ừ. À anh nó ngoài mồi đúng không? Ừ. Mồi lần đầu rồi. Để anh Vũ mồi. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi. Chuẩn bị chưa? Anh không có chơi nha. Đổ đầu đi. Đó. Thấy bổng rồi đó, đó thấy chưa? Má lùng tiền ở đâu vô. Đó, ừ. Đó. À, nó đẩy vô chuẩn bị. Đó. Đẩy vô vô. Rồi đẩy. Không chưa, bắt đầu vô. Đó là đó. Thấy chưa? Trời ơi. Chưa? Chuẩn bị đi. Rồi qua. Tiến. Thấy chưa? Lâm thấy. Đầu đầu vô. Ơi 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 từ từ từ. Bóng bóng tới Lâm vô mà Lâm thấy. Không bắt bay. Sợ quá sợ chuẩn bị. Sợ quá sợ. Em thấy cho Hải mà nó sợ bóng lên nó thấy luôn. Thấy rồi, thấy rồi chứ. Thấy rồi nha. Anh này ba nè. Đâu? Thấy chưa? Thôi hãy. Thấy chỉ anh qua. Còn chỉ quán luôn, chỉ quán luôn. Thấy chưa đây. À, ở đâu nè, vô nè, nhẹ thôi. Ừ đó, nhẹ nhàng coi. Đó. Thấy chưa? Nè. Nè, Hiếu. Thôi Lâm. Ê. Ừ, thấy không? Đó, đó, đừng có nữa. Từ đây em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 Sao nào nói bốn lần vậy? Chỉ là tâm lý thôi, căng thẳng à, chỉ phá đội quá. Đi. Rồi Hiếu. Thôi. Ừ, biết đúng ý. Rồi, ok. Đúng rồi. Ê, đúng ai vậy? Không biết luôn, à, không biết ai luôn. Thấy rõ ràng ra. Đang ngon, đang ngon. Thấy rõ ràng ra. Anh vỗ bắt thằng này với. Đang ngon rồi đó. Lắc vào hàng này lắm. Qua là bắt đầu vô. Thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Ừ, làm luôn. Chết mèo ơi. Tự nhiên em con đánh ném thầy mà thêm con đánh ném. Mình được hai lượt. Hải bánh. Hải bánh. Chỉ vậy. Cũng phải chứ. Ngay người mà. Chỉ đi quán gà luôn. Cái này chắc chạy bên tung 4 á. Thầy bắt hết lại. Trời này khó quá, hai đi. Bắt đầu đi. Hiếu. Thôi. Đúng rồi. Tiếp tục đi. Hãy không coi. Đi. Chết mẹ thấy chưa? Rồi Hiếu. Thôi. Được. Được. Cứ coi nó anh hả? À đừng. Thôi chết. Đấy. Đúng. Thấy chưa hả bánh? Thôi giờ phải chạm kịp nha. Đó. Đúng rồi. Nè Lâm nè. Đúng rồi, đó. Rồi lại rồi. Chơi luôn. Đúng rồi. Má quăng luôn nè. Thấy chưa? Thì tiếng lò nè anh em ơi. Ê, chiên gia. Chiên gia. Đổ rồi không? Đủ. Rồi, khoai chụp đi. Rồi, Lâm chụp đi. Rồi, chụp đi. Rồi, chụp đi. Cuối nè. Đủ. Rồi, chụp đi. Okay. Chuẩn bị chấn thương ngón tay này nha. Dắt cái tiệm ngón tay mua keo sẵn nha. Chuyên nghiệp quá ta. Tập cho chân nhanh lên. Đi. Đủ được không? Cái thật. Con này nhảy đầm rồi, cái này qua disco rồi. Lại bánh, nhanh lại bánh. Trước chí, phải xuống. Đúng rồi, nhanh lên. Trời. Ây. Bỏ cái bộ tay xuống rồi hốt cho ống lên. Ba. Ừ, đúng rồi. Thắp ngồi xuống, thắp ngồi xuống. Đi, thắp ngồi xuống. Đó. Không ai chụp vậy nè. Nè. Đúng rồi. Qua. Đúng tốt. Rồi. Cuối. Ok. Tốt Lâm.
Thẻ bóng tới thấy, thẻ bóng mạnh lên. Ừ. Đúng rồi. Đúng vậy. Anh. Ai? Ba, bắt. Cầm, cầm. Lượm. Ừ, đi. Tính. Chào rồi. Đi. Đi. Đó. Anh. Tốt chứ, bóng nặng á. Tốt, ơi con. Lên lên lên. Rồi. Anh nói gì? Một quả. Đi. Ôi nhìn. Nhìn. Đứng dậy. Rồi. Ừ đứng dậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt em. Đâu rồi? Ừ. Còn thầy Vũ đá nhiều. Ơi, nhanh. Nhanh. Nhìn nhìn. Đúng rồi, đứng dậy. Trời ghê vậy?